Hello các bạn, đây là mình đã làm món bánh bột của mình vừa xong. Rất là mềm, xốp và rất là nhiều rễ tre. Muốn làm được món bánh này thì các bạn hãy cùng mình vào bếp làm nha. Xin chào cả nhà, hôm nay mình muốn chia sẻ đến cả nhà món bánh bò trong. Nguyên liệu gồm có một bịch bột gạo sa đéc 450g, bột năng 50g, đường phèn, nước dừa tươi, cơm rượu và màu. Để mình pha bột nếu mình muốn chia làm nhiều màu nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình bắt tay vào việc để chuẩn bị làm bánh bò trong. Trước tiên mình cho một bao gạo 450g vào đây. Đây là bao gạo, bao bột này là 450g. Kế mình cho 50g bột năng. Mình trộn cho đều lên. Mình trộn hai thứ bột này cho đều lại. Và kế đó mình cho 300g dừa nước, dừa cái, cơm rượu vào. Mình cũng trộn đều lên. Sau khi mình cho hai thứ bột vào và cơm rượu vào, mình trộn đều như thế này. Mình đi đông là 200ml nước dừa tươi hoặc là nước lọc, mình cho nó hâm để cho nó ấm ấm, để đặng mình trộn, mình nhồi bột, mình bỏ đổ nó vô từ từ như thế này thì mình dò, mình nhồi cho nó đều lại cho nó thật là mịn. Mình nhồi ít nhất cũng là từ 20 cho tới 30 phút. Nhồi càng lâu á, thì là mình có nhiều rễ tre, bánh mình nó mới ngon. Mình cho nước vô từ từ, chứ mình đừng có cho một lượt là 200ml này vô hết rồi các bạn. Tại có khi là bột á, mình mới, bột cũ, bột mới vậy đó, một khúc nước nhiều hay ít. Mình cho từ từ, mình nhồi tới đâu thì mình cho tới đó. Nếu trong 200ml nước ấm này á, nó còn đặc á, thì mình cho thêm nữa. Còn nếu lỏng á, thì mình cũng dễ trừ ra nữa. Chứ mình đừng có cho vô một lượt thì nó quá lỏng thì mình khó nhồi. Bây giờ mình đã nhồi được là 35 phút rồi. Mình vừa nhồi mình vừa ngồi nghe nhạc đó, thời gian qua rất là nhanh. Giờ các bạn thấy không, nó đã nổi bong bóng lên này nè, rất là nhiều bong bóng luôn. Bây giờ mình bịch bao thực phẩm lại, để mình bỏ, mình để vào trong cái chỗ nào ấm ấm đó. Mình bỏ trong cái oven, cái lò nướng của mình, nhưng mà mình đừng bật lửa. Mình cho vào đó cho tới qua đêm, rồi sáng lại đó mình mới thắng nước đường, mình cho vào nha các bạn. Bây giờ mình đã bịch bao thực phẩm rồi, mình bây giờ mình lấy cái khăn mình đẩy lên, mình giữ coi cho cái hơi đây, đặng cho nó mau dậy. Mình ủ qua đêm nha các bạn. Bây giờ mình đem vô, mình cho vào cái lọ nướng, mình ủ qua đêm. Mình lấy cái nắp nồi mình đậy lại cho nó kín hơi để mình ủ. Hồi nãy mình lấy 200ml nước dừa để mình nhồi bột, nhưng mà mình nhồi không có hết, mình nhồi chỉ có được 130ml thôi, mình còn dư là 70ml. Bây giờ mình cho vào son, mình cân thêm là 700ml nữa, tất cả là 770ml. Đây là 770ml nha các bạn. Mình cân là 300g đường phèn. Nếu các bạn muốn ăn ngọt hơn á, thì các bạn cho thêm 100g nữa, có nghĩa là 400. Tại vì mình không thích ăn ngọt, mình chỉ ăn
nó vừa phải thôi, nên mình cân chỉ có là 300 gram thôi. Mình cho vào thao nước dừa, đồng thời mình cho thêm nửa muỗng cà phê muối vào, mình nấu cho nó tan, rồi mình cho vào bột. Giờ mình cho nước, chan nước đường vào bột. Bột bây giờ đã dậy lên dữ rồi. Dậy rất là cao luôn đó các bạn. Khi mình xúc lên vậy, nó nghe xèo xèo luôn. Bột nhỏ rất là tốt luôn. Giờ mình chan nước vô từ từ nhé. Giờ mình chan nước đường vào từ từ, mình dễ quậy lên. Trong khi chờ đợi mà mình quậy bột này cho đều á, mình đi mở lò, cái oven, cái lò nướng lên. Khi mình chọn xong rồi đó là lò nó cũng đã nóng, mình tắt điện, mình cho cái bột này vào mình ủ. Tại vì ở bên đây mình trời mùa đông, thành ra không có nắng để mình đi phơi bột, cho nên mình ủ trong cái lò mình đã hâm nóng trước rồi đó. Nhưng mà cũng không có nên nóng quá nha các bạn, nóng quá con men nó sẽ chết đó. Bây giờ mình cứ tiếp tục mình quậy như nè, mình cho nước đường vào từ từ đó, mình dễ quậy hơn đó, mình cho một lượng. Mình vừa cho đường vô và mình vừa quậy lên như vậy nè. Quậy tới đâu là nó nghe xèo xèo tới đó, có nghĩa là bột nó đã dậy rất là tốt rồi. Cái này bột nó đã lỏng rồi, ra mình cứ vừa tay vừa quậy, tay vừa cho nước ra đường vào, cho tới hết ra đường. Lượt qua đây để cho ba cái cặn cơm rượu đó, nó không có tan hết thì nó lấy ra. Nhớ đây lại cho các bạn, mình lấy cái thau khác, mình đổ bột qua. Cận của cơm rượu đó, còn ở đây là mình bỏ, mình không có dùng. Bây giờ mình quậy lên cho đều, mình bao bọc bằng giấy thực phẩm, mình đem đi ủ để trong lò nướng đó. Mình tắt lửa từ nãy giờ đó, rồi mình ủ cho nó nở lên, cho nó dậy lên. Thường mùa đông á, thì mình ủ khoảng một tiếng cho tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Còn nếu ở chỗ nắng á, như ở bên Việt Nam mình ấm áp như vậy đó, mình phơi nắng khi nào dậy á, thì mình đem lên mình hấp bánh nha các bạn. Giờ mình đi ủ bột, mình bao giấy thực phẩm cho nó kín cái thao như thế này, cho giữ hơi ở trong cho mau dậy lên.
Thôi bây giờ mình đi ủ nha các bạn. Mình ủ khoảng 1 tiếng cho tới 1 tiếng rưỡi. Khi nào nó bắn tim sôi lên á thì mình sẽ đổ bánh. Mình cho thau bột vào cái lò nướng như thế này. Mình nhớ lót mấy cái miếng này dưới này nè, để cho đừng thau với lại cái miếng cái vỉ này á, nó dính lại với nhau, là tại sợ bên cái này nó nóng á, thành ra nó làm chết bột, chết men của mình á, thành ra mình nên lót cái này hai miếng. Mình chỉ đi lấy cái hơi để cho nó mau dậy thôi. Bây giờ bột mình đã ủ được 1 tiếng 30 phút, bột nó đã dậy như thế này là bột nó đạt, rất là đạt rồi nha các bạn. Nó nổi bột lên hết sức rồi, nổi bột quá nhiều luôn, là bột mình rất là đạt luôn đó. Trước khi mình đổ bánh thì mình cho thêm khoảng 1 muỗng dầu ăn vào bột. Trước nhất là để cho bột nó bóng, khi mình đổ bánh ra đó, bánh nó bóng, bóng và mềm, quậy lên cho thật là đều. Bây giờ mình đi bắt sửng lên để mình hấp bánh, quậy lên cho nó thật là đều. Bây giờ khi mình quậy là bột đó, quá trời nó sôi lên luôn đó. Bây giờ mình pha màu nhé. Trước tiên là mình pha màu tím than, mình cho 1 giọt màu xanh và 3 giọt màu đỏ. Quậy lên. Mình đây là màu tím, mình chỉ tha pha lợt lợt vậy thôi chứ mình không có thích đậm cho lắm. Còn bây giờ mình bên đây thì mình cho là 2 giọt màu đỏ để mình làm là màu đỏ nha. Màu đỏ là mình pha lợt lợt thì nhìn bánh nó mới thấy ngon. Còn đây là bột màu trắng, mình để là bột màu trắng tự nhiên. Mình có được 3 màu rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình đem đi hấp bánh nha. Trước khi hấp bánh thì mình thoa khuôn nha các bạn. Mình để khuôn vào đây cho mình hấp khoảng 1 phút cho nó thật là nóng. Mình thoa khuôn bằng dầu hoặc mình xịt bằng dầu cũng được. Mình hấp bánh với lửa lớn nha các bạn. Mình hấp là 10 phút, 5 phút thì mình xả hơi. Rồi mình đậy nắp lại mình hấp thêm 5 phút nữa. Bây giờ 5 phút rồi mình xả hơi nha các bạn. Xả hơi xong thì mình đẩy lại liền. Mình hấp tiếp là 5 phút nữa. Khi bánh chín thì mình lấy ra mình cho vào cái mâm. Ở dưới cái mâm này thì mình cho tí nước lạnh. Khi cho bánh nó mau nguội đặng mình dễ lấy ra. Bánh nở rất là đẹp luôn. Trong và rất là nhiều rễ tre. Rất là dễ gỡ lấy bánh ra lắm nha các bạn nè. Cái còn mình dở lên như vậy là mình đã lấy ra rồi. Một cái là rất là xốp luôn các bạn ơi. Rất là nhiều rễ tre luôn á. Mềm lắm. Mềm ghê vậy đó. Món bánh bò mình mới vừa làm xong. Mình sẽ xé ra cho các bạn xem nhé. Bánh bò này á là làm bằng cơm rượu nè, có rất là nhiều rễ tre nè các bạn, 3 màu, rất là dễ thương. Mình chắc chắn là các bạn sẽ làm thành công với lần đầu tiên. Nếu các bạn yêu thích món bánh này, các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cho mình Đời Sống Múc Châu. Còn và các bạn hãy
đón xem các video tới. Mình sẽ có rất nhiều món để mình chia sẻ đến các bạn. Xin chào các bạn và hẹn các bạn cuốn video tới nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, Đời Sống Úc Châu. Xin chào tạm biệt. Bye bye.